Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, em lại lên một số những mặt hàng cho bác sưu tầm nhá. Đây là đầu tiên là một giò hoàng phi hạc. Mã số 72. 180.000 các bác nhá, 180.000 hoàng phi hạc. Đây, hoàng phi hạc thì bây giờ là rễ của nó cũng đang ra rồi, rất đẹp đấy các bác nhá. Đấy, rễ đang ra bám rồi. Và mầm của nó thì rễ lên rất là nhiều mầm các bác. Nhìn quá là đẹp luôn, 180.000 mã 72. Tiếp theo là một dề kiều tím mã số A99. Đấy, một dề này thì của nó rất là to các bạn, hàng rễ đã bám bắt đầu ra bám và bám giá thể các bác nhé, rễ đã ra và bám giá thể, cây rất là ổn định rồi. Đấy, dề này em bán với giá là 700.000 thôi nhé, kiều tím 700. Tiếp theo là một giò trúc Phật Bà mã số 75, 220.000. Đấy, về các bác làm giống nha các bác nhé. Hoài nó cũng sắp tàn hết rồi, làm giống có 1, 2, 3, 4, 6 mầm gốc nha các bác nhé, 6 mầm gốc 72.200.000. Tiếp theo một giò hồng nhạn mã số A53, 180.000 các bác nhé, 180.000. Hoa của nó lên rất là dài rồi. Đấy. 180.000 các bác nhá. Được giò này được 1 2 3 4 được 5 cành hoa các bác nhá. 5 cành hoa 180.000 mã A53. Giò hồng nhạn tiếp theo mã số B06 cũng 180.000. Đấy, giò này thì có được 1 2 3 4 5 được 6 6 cành hoa, 7 cành hoa nha các bác nhá. B06 180.000. Tiếp theo là một giò kiều cam. Mã số B13 cũng 180.000 nhá. Được 1 2 3 4 5 được 5 6 cành hoa. 180.000 B13. Giò kiều dẹt mã số 92, 280.000 các bác nhé, 280.000 mã 92. Giò kèn mã số A71. Đấy, gồm có một thân hoa dài được 40 cm và có hai cái mầm lỡ đây. Hai mầm này thì năm nay nó không ra hoa. Và mầm gốc lên được 4 cái là 1 2 3 4 cái rồi. A71 300.000. Tiếp theo một giò da báo mã số A88, 230.000 các bác nhé, A88 230.000. 1 2 3 4 5 6 được 7 cây. Tiếp theo một giò đùi gà tròn mã số B22. B22. Gồm có được hai cành đang nở hoa rồi và mấy cành đây, 1 2 3 4 cành. Và 4 cành chưa nở nha các bác nhé. Mã số B22 250.000. Mầm gốc của nó thì rất là nhiều luôn, mầm gốc và rễ rất là đẹp rồi các bạn. Đấy, mầm gốc và rễ lên rất đẹp. Mã số tiếp theo mã số B23. B23 thì mầm gốc lên cũng khá là nhiều các bác này, mầm gốc lên nhiều, rễ lên cũng rất là đẹp rồi. Đấy, và cũng có mấy cành đang nở hoa đây, có một cành hoa xanh nha các bác nhá, cành hoa lụ đang rất là xanh đây. Mã số B23 250.000. Tiếp theo mã số B30. Đấy là một giò chậu kèn mini nha các bác nhá, thân này dài chắc tầm khoảng 6-7 cm thôi. Và một cái mầm gốc đây nó là cái hàng ki thôi. Đấy, lên rất là đẹp đây rồi. Đấy, mã số B30 100.000. Đấy, 100.000 hoàng thảo kèn. Về cho bác làm giống nhá. Tiếp theo, mã số B31. Cũng một giò hoàng thảo kèn đây. Cũng lên được 1 2 lên được 3 mầm gốc rồi, lên 3 mầm gốc nha các bác nhá.
Đấy, cái này rất là đẹp. Nói chung là bé nhỏ xinh xinh vẫn có hoa rất đẹp. Về các bác làm giống là ok. Hàng đã thuần rồi, đã thuần được hơn 1 năm rồi các bác nhé. Mã số B31 200.000 nhé. À, đây còn một giò kèn này nữa. Mã số B32. Đây giò này thì có lụ. Lụ này thì chắc chắn là hoa cũng rất là tím rồi. Đấy, và lên một cái mầm rất đẹp đây. Đấy, lên mầm rất đẹp. Giò này mã số B33. Em bán giá 150.000 các bác nhé, 150.000. Tiếp theo một giò kiều vàng mã số A91, 180.000. Được 1 2 3 4 5 6 7 7 bông hoa nhé, được 7 cành hoa, 7 bông. 180.000 A91. Tiếp theo một giò ý ngọc mã số B11. Đấy, B11 150.000 các bác nhé. Hàng bây giờ lụ đang ra chi chít rồi, rất là nhiều rồi. Đấy, lụ ra rất nhiều rồi. Xanh nè đây, đây gai gai đây. 150.000 B11. Tiếp theo chậu sơn thủy tiên mã số A93. Đấy, 230.000. 230.000 các bác nhé, A93. 230. Tiếp theo mã số A94. A94 250.000 các bác nhé. Hàng thì dễ đã ra rất dài rồi. Ra bám hết giá thể rồi nha các bác nhé. A94 250.000. Tiếp theo một chậu hài vệ nữ mã số B04 300.000 các bác nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 được 8 cành hoa. B04 300.000. Đấy, trồng trên một cái chậu sành phúc lộc thọ các bác nhé. Chậu sành trông rất đẹp đấy. Tiếp theo một giò vạch đỏ mã số A37. Đấy, hàng dễ đã bám rất đẹp rồi các bạn. Hàng bám dễ bám hết rồi. Mã số A37 200.000. Vạch đỏ. Tiếp theo là một giò kim điệp nhựa mã số A67 150.000. Đây, hàng kim điệp nhựa thì hoa của nó rất là bền và rất thơm nha các bác nhé. Hoa rất là thơm. Đấy, độ bền hoa của nó lên 2 tháng nha các bác nhé. Độ bền hoa lên 2 tháng. Tiếp theo một giò hài Vân Lam mã số A70 160.000 các bác nhé. Đây có một mèo lụ đây. Đấy, mèo lụ này sắp lở rồi. 160.000 A70. Chậu hài kim mã số A85 180.000. A85 180.000. Đây, lấy 150.000 này, bán nốt giò cuối cùng. A85 150.000 các bác nhé, hài kim. Đấy, rất là nhiều thân tơ, năm sau chậu này ra hoa rất nhiều các bác nhé. Tiếp theo chậu hài đuôi công mã số A80 200.000 các bác nhé. 200.000 A80. Hàng thuần năm nay năm thứ 3 rồi. Cái cây rất là khỏe này. Theo một giò tam bảo sắc mã số bao nhiêu đây, B16 1 triệu nha các bác nhé. 1 triệu, có được 12 vòi hoa nha các bác nhé. 12 vòi hoa, và vòi hoa của cái con thằng này rất là dài các bác. Đây, các bác nhìn cái cành hoa cũ của nó đây. Đấy, cành hoa nó dài 40 phân thôi, chứ không phải như các cành hoa khác, nó chỉ dài tầm khoảng 20 hay hơn 20 tí thôi. Cành hoa rất dài. 1 triệu nha các bác nhé. 1 triệu B16 tam bảo sắc, được 12 vòi hoa. Đấy, rất đẹp. Tiếp theo một giò kiều vuông mã số B07 180.000 các bác nhé. 180.000, được 3 vòi hoa. 180.000 kiều vuông. Đây, mặt hoa của kiều vuông nó như thế này nha các bác nhé. Hoa sẽ chùm như này. Đấy, 5 cánh trắng và bên trong là họng của nó màu vàng đây. Đây, kiều vuông. Mã số 53 220.000 nhé. 220.000 53. Còn cái giò kiều tua này thì hoa rất là đẹp này các bác này. Đấy, nó có tua rua này.
mã số A85 180.000. Đấy, 180.000. Trong này thì thấy rất là ít. Nó không có nhiều. A85 180.000. Tiếp theo là một giò tam bảo sắt. Giò này thì B17. Có bốn xung quanh luôn nhé. Các mặt đều có cây hết. Đấy. Các bác treo mặt nào cũng được, nhưng mà mặt chính của nó là mặt này. Mặt này rất là đẹp. Em vừa mới đếm sơ sơ là được hơn 20 ngọn nha các bác nhé. Hơn 20 ngọn. Đấy. Hàng này là hàng nguyên bản nha các bác nhé. Người dân người ta chặt được 3 cái cục nguyên bản này, người ta ghép vào thành một. Đấy, và người ta để đấy. Và bây giờ nó to này và để ở nhà cũng được hơn 35 rồi các bác. Mã số B11 1,5 triệu nha các bác nhé. 1,5 triệu tam bảo sắc. Còn này thì được mười mấy cái vòi hoa ấy. Em hôm nay đếm được 12, 13 cái vòi hoa rồi đấy. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 44668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi, em xin chào tất cả mọi người ạ.